Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến và Dương Tử xác nhận ra mắt tháng 7. Phan thở phào sau 2 năm ngồi lót dép. Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến và Dương Tử được xác nhận lên sóng chính thức vào tháng 7 sau rất nhiều đồn đoán thất thiệt. Hôm qua, các fan của Tiêu Chiến và Dương Tử được một fan vui mừng khi khiến bộ phận phát hành của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn sập bẫy bằng cách đặt ra câu hỏi, bao giờ phim chiếu? Ngay lập tức, một nhân vật cấp cao của Tencent đã bị dính bẫy khi vô tình đưa ra câu trả lời là tháng 7. Người này sau đó đã xóa bình luận đó đi. Trước đó, nhiều thông tin khẳng định Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn chắc chắn đã lên sóng vào kỳ nghỉ hè, nên câu trả lời mà nhân vật cấp cao của Tencent tiết lộ có thể được coi là chính xác. Vô số fan thở phào nhẹ nhõm sau 2 năm ngồi lót dép và chịu ấm ức khi chả nhận về một tin tức nào chính xác. Đã không ít người tỏ ra phẫn nộ vì sự thờ ơ của ekip Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn. Họ cho rằng với độ nổi tiếng của Dương Tử và Tiêu Chiến, phim có thể chiếu lúc nào cũng được. Thậm chí một số nhà đài đã đặt gạch để mua bản quyền, nên Tencent cũng không phải chịu quá nhiều áp lực chào bán phim. Nhưng việc để fan đợi suốt từ cuối năm 2019 tới nay, quả thực đã làm họ quá mệt mỏi. Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn chuyển thể bộ tiểu thuyết của tác giả Thợ Đá Berlin. Xoay quanh chuyện tình cách biệt tuổi tác của cô sinh viên nhạc viện có tâm hồn nhạy cảm Lâm Chí Hiệu và bác sĩ điển trai Cố Ngụy. Vai chính từng được ekip muốn giao cho Trần Ngọc Kỳ, từng đóng Triệu Mẫn của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhưng tới phút chót lại thuộc về Dương Tử. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!